sớm luôn, mấy chiếc xe nó chỉ cào tiết gắt muối thành latte macchiato. Ngày bọt rất là tưng thì sẽ có một người lại đây massage để làm phần mình. Mọi người chỉ có quay sơ một cái chỗ cùng mà bà xã làm việc thôi. Để cho bán kiếm tiền cho bỏ vô cái túi để. Cảm ơn bà. Con chi. Nhưng mà cực lắm, cực là vì mấy người mà buổi sáng mà tỉnh dậy đi làm á thì là phải cạo tiết ở trên xe xuống rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang xem video trên kênh Hân Real Life. Theo con Hân được biết đó là có rất là nhiều YouTuber đang đăng về mùa đông. Hiện tại bây giờ là mình đang mùa thu nha quý vị và các bạn. Mùa thu nó vẫn có tiết như vậy nha. Thật sự hiện tại bây giờ không phải là mùa đông. Mùa đông ở Thụy Sĩ chính xác là rơi vào ngày 21 tháng 12 năm 2024 và kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2025. Để hiểu rõ thực tế nhất về cuộc sống ở Thụy Sĩ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem video. Chúc quý vị và các bạn xem video thật thư giãn. Đồng đá cũng ngắt hết trơn. Bây giờ 5 giờ 25 phút. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 27 phút. Từ đây mình lái xe cho tới chỗ công ty mà xã mình làm là có khoảng 5 phút à, từ nhà 5-6 phút vậy. Còn tới thui chưa có ai đi làm. Cái nút để scan vô cái bắt đầu là nó mở cửa. Đi vô đây uống ly cà phê. Ở trong đây là giống như là một cái phòng mà để ăn uống, để giải lao. Làm một ly cà phê. Đây là trái cây nè, ai muốn ăn thì cứ lấy ăn. Xã cũng uống một ly nhưng mà ly này là latte macchiato. Đó, nó ra sữa xong rồi, bây giờ nó ra cà phê espresso vô một miếng là thành latte macchiato. Này bọt rất là đẹp luôn. Cái tủ này là mình có thể mình có cái thẻ của mình á, là mình bỏ tiền vô, cái giống như bỏ tiền vô cạc nhà băng vậy mà cái thẻ riêng nha. Rồi bắt đầu mình gà vô trong cái máy này nè, rồi xong cái là mình mở cửa ra mình chọn đồ rồi nó sẽ tính tiền. Em bà xã bà chỉ cho mình cái app để mà mở cái tủ ra. Đây là cái app mà Fail nè, là cái app tên Fail. Đó, chỉ tiền để cái scan vô cái code nè, cái code scan vô cái bắt đầu là mình có thể mình mở cái tủ đó. Đó là mình muốn lấy gì mình lấy cái món gì ra đó, xong cái bắt đầu mình gà vô cái này nè, rồi bắt đầu là nó sẽ tính tiền ở trên đây, là có tên của cái người mà đưa cái cạc vô á, nó tính tiền vô cái cạc đó. Lấy một giấy trái cây vậy, trái chuối. Ở đây có đủ thứ cho nó, táo nè, lê nè, cam nè, rồi chuối, 4 thứ. Mà xả nó ra ngoài cũng thơm, mình cũng đi theo luôn. Bữa nay thứ năm á, có báo là sẽ có mưa, ủa có tuyết, nhưng mà không biết có tuyết không nữa, bữa nay để chờ xem nha. Có thể là vẫn chưa gây tuyết. Cái gì?
vị trí mà đang đứng là ở phía cửa sau của cái công ty mà xã làm. Còn ở phía bên đây là phía trước nãy mình vô. Còn một đống lá cây ở dưới nữa kìa. Trời còn tối lắm. Ở trong Google báo thời tiết nó có báo là 1 độ 0 giờ 55 phút mà mặt trời lú lên đó thì khoảng tầm 7 giờ 41 phút. Nhưng mà nếu mà tuyết rơi thì sẽ không có thấy mặt trời đâu. Có máy móc đầy đủ. Ở trong đây có nhiều cái microwave để mình hâm nóng đồ ăn hoặc là nướng cái gì đó. Nhiều lắm. Bên đây nữa nè. Còn nữa. Nhưng mà như quảng cáo 2-3 cái thôi. Bà xã thì làm ở phía trên, đi thang máy lên. Có một tầng thôi. Một tầng hay 2 tầng. Tầng 1. Ở đây tới mấy tầng lận, 5-6 tầng. Vì phía stock hết tầng. Của cái công ty này á là có 1 và 2 thôi, tới tầng 2 thôi. Đi ra ngoài. Ở trong đây bà xã nói là mỗi 2 tuần thì sẽ có một người lại đây massage. Đây là phòng massage. Mà người Việt nha, người Việt lại đây massage nha. Tên gì? Vì hãy xin. Tên Tiên. Trong đây còn nói thôi, chưa ai vô hết trơn, cho nên chưa có bật đèn. Chờ bà xã bấm bật đèn lên. Bấm cái nó mở đèn lên rất là nhẹ nhàng luôn. Thì cái văn phòng lớn lắm, nói chung là 2 tầng. Rồi phía trước, phía sau nhiều lắm, con Hằng chỉ có quay sơ một cái chỗ khu mà bà xã làm việc thôi. Đó là nguyên một dòng vậy nè. Một mình mở 3 cái máy. Đi đi về, đi đưa Hạ Vi đi học. Hạ Vi chưa dậy nữa. Nói ngẹn qua, nó nói 7 giờ mấy không biết nữa. Hà Vi bị dậy trễ hay gì vậy? Nhưng mà cũng chưa có trễ đâu, mới có 6:20 à. Công Hân bật đèn lên cho mọi người xem, ở đây nó đông đá nè. Trên cái miếng thiết ngày qua nó mưa á. Rồi xong cái nó còn loại nước á, nó đông đá thành những cái bông đá vậy đó. Như cái lá cây luôn vậy. Đó, đây là mấy cái bánh mà Hà Vi làm cho trường để cho bán kiếm tiền cho lớp nè. Phải bỏ vô cái túi, bỏ vô cái túi để đem đi vô trường. Cái túi có để 2 cục mà chữ đừng cho nó, cho nó giữ cái độ lạnh. Họ vì mấy giờ phải có mặt ở trong trường? Vậy là còn sớm, mà bây giờ mới có 6:30. Buổi sáng công Hân làm taxi miễn phí, làm taxi cho 2 mẹ con đó. Sáng làm taxi từ thiện. Bye bye. Trường của Hà Vi nằm ở trên núi. Nó rộng lớn lắm, ở trên cao mấy tầng lận. Rồi nó có hầm nữa ở dưới 2-3 tầng nữa. Nên là mỗi ngày tụi nó đi học rồi lên núi lội bộ lên, giống như thể thao mỗi ngày vậy. Vợ thì đi làm, con thì đi học. Ở nhà còn con mình nè. Bây giờ công Hăng bữa nay rảnh, công Hăng sẽ dắt cả nhà mình đi ngắm cảnh đẹp nhất của mùa thu trong năm 2024
Bữa nay là ngày 21 tháng 11 năm 24 thì còn một tháng nữa thì sẽ chuyển sang mùa đông rồi. Cho nên đó là trước khi tuyết rơi, bữa nay là có báo là tuyết rơi á, trước khi tuyết rơi thì Công Hằng sẽ dắt cả nhà mình đi ra ngắm cảnh mùa thu đẹp nhất của năm nay. Để không thôi á, tuyết nó rơi xuống trình nhẹp là hết thấy gì luôn. Trời lạnh nhưng mà vẫn có người họ đi câu cá ở dưới đây nữa. Nhìn nước ở đây trong veo luôn. Tuyệt chứ. Do nó rơi tiết cũng hơi mịn á, cho nên nó là mình không có thấy nó dày lên, với lại nó rơi cũng không có mạnh lắm. Đá ở đây thì nó tan rồi nè, bây giờ thì nó ấm hơn là cái lúc buổi sáng á, tại vì khi mà tiết rơi á, cái nhiệt độ nó không có lạnh bằng cái lúc mà nó đóng băng. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là 1 độ C, nó vẫn còn dương chứ nó chưa có âm. Tuyết bắt đầu nó rơi mạnh hơn rồi đó. Mai, bà ba làm món gà kho gừng hay là gà kho sả nghệ, mày thích cái món nào? Nghệ là cái gì? Nghệ là cái gì? Turmeric gì đó, tiếng Anh nó nói như sao? Turmeric. Dạ, turmeric. Dạ. Oh, ok. Vậy mai ăn cái nào? Món đó. Món gà kho sả nghệ. Dạ. Ok. Không ăn kho gừng hả? Bây giờ Công Hân vô thử hỏi Hà Vi kìa. Hà Vi biết nghệ là cái gì không? Hà Vi biết nghệ là cái gì không? Dạ không biết. Nghệ tiếng Anh nói là turmeric gì đó. Tiếng Anh là turmeric, còn tiếng Đức là cái gì? Cucuma. À, cucuma dạ. Còn bà xã Công Hân á thì khỏi phải hỏi rồi, chắc chắn bà không biết. Wow, thơm quá. Cái này nó rơi thêm một tiếng đồng hồ nữa là ngập đầy hết trơn ở đây luôn rồi. Nó rơi từ hồi chiều giờ chưa ngừng luôn. Nó rơi lúc tầm 2 giờ 30 phút hay là 3 giờ 30 phút gì đó không nhớ nữa. Bây giờ là 6 giờ đúng. Đây mình quay ngược cái máy ra thì nó trắng, nó sáng nè. Bình thường mà giờ này không có tuyết như vậy đó là ở dưới đường cũng thấy tối thui luôn. Nhìn cũng rất là đẹp ha. Nhưng mà cực lắm. Cực là vì mấy người mà buổi sáng mà người ta thức dậy đi làm á, người ta phải cạo tuyết ở trên xe xuống nè. Rồi khoảng nửa tiếng đồng hồ ấy, còn ai mà có xe đậu trong gara giống như Công Hân á, là có lần Công Hân cũng có làm cái video xúc tiết, trời ơi biết bao lâu luôn.
mới sạch được cái đường mà để cho xe chạy ra. Bởi vì ai mà gặp mùa đông này mà đi làm là phải tranh thủ dậy sớm chút xíu để mà ra cào tuyết. Lâu lắm mình mới ăn gà kho gừng, không phải kho gừng mà kho xả ớt, xả nghệ. Làm có dễ không? Dễ. Cái này ba làm đơn giản. Ba để cái gì trong đây nè? Gà trong cái ba để xả, ớt, đường, muối, bột ngọt. Đơn giản thôi. Cũng hơi cay cay chút thôi. Vừa miệng luôn. Ăn được không? Đó. Ăn ngon. Lâu lâu kho lại lần ăn cũng nhức nách luôn. Hên. Vì bữa nay làm bánh ở đem vô trường rồi mấy đứa bạn rồi gì đó bán chung hết trơn rồi được bao nhiêu tiền? 500 đồng. Vậy là để vô trong cái cost của, để trong quỹ của lớp học. Đây là cái cảnh 12 giờ đêm ở Thụy Sĩ. Tuyết rơi màu trắng cho nên nó rất là sáng luôn. Nhìn nè, quá trời tuyết luôn. Tuyết gì cực lắm mọi người ơi. Nó rơi đầy hết trơn luôn rồi. Mới từ hồi sáng nó còn đóng băng. Rồi bây giờ cái nó rơi bây giờ hiện tại bây giờ 12 giờ khuya này là -1 độ. Cái ca ga xe nằm trong gì nè, sáng rồi dậy sớm tiếng đồng hồ để mà xúc tiết, để mà chạy ra ngoài. Bây giờ nó đóng 20cm đây. Tuy tiết phủ trắng xóa như vậy nhưng mà sau một đêm mưa thì bắt đầu tuyết nó tan, không còn một chút tuyết luôn. Nó còn mấy cái đống nhỏ nhỏ ở đó gì thôi. Đây là 2:15 ban đêm. Hiện tại bây giờ là 2:15, nghĩa là qua ngày thứ 6 rồi. Nhìn bầu trời sáng rực luôn trong ban đêm đó nha. Vậy đó. Đây là cái cảnh đêm 2:15 thứ 6 nè. 2:16 rồi, thứ 6. Nhìn sáng rực luôn. Tiết thì phủ đầy hết trơn này. Sáng sớm còn Hằng thức dậy chưa kịp uống ly cà phê nữa, còn Hằng gặp còn tuyết đẹp quá, nó ngừng rơi nhưng mà tuyết nó còn giữ lại rất là tốt luôn. Vì sáng rất là sớm luôn, mấy chiếc xe nó đi cào tuyết gắt muối ở ngoài đường. Lúc đó còn sớm đó, mình ngủ mình chưa có dậy kịp á mọi người. Thông thường là họ hay cào tuyết vào khoảng tầm 3 giờ, 2 giờ hoặc là 4 giờ thôi à mọi người. Tại giờ đó là không có những chiếc xe đi trên đường á. Phía nhà bên kia người ta cào tuyết. Cảnh đêm và cảnh ngày khác biệt. Nhìn thấy đẹp thật nhưng mà thấy tuyết nó cũng cực dữ lắm. Ban đêm thì cái màu nó có ánh đèn, phía dưới những cái thanh sắt nó hay có những cái giọt nước chảy xuống rồi nó đông đá. Bởi vì nó đu theo giọt nước, nó đu theo thanh sắt, nó lạnh nó sẽ đông đá. Vẫn còn trong mùa thu nha mọi người. Cái cây lá vàng á. Cảnh tuyết như thế này là tụi nhỏ, tụi trẻ nó thích lắm. Nó khoái chơi tuyết, nó lấy tuyết nó dò lại, nó chọi nhau. Ở đây có một cái con quạ nó hay canh ở nhà mình đó, nó xuống đây nó gấp mấy cái tàn thuốc á. Tàn thuốc mà mình để ở ngoài gì là nó bay xuống, nó gấp văng ra ngoài hoài à. Quạ nó hay tha tàn thuốc, nó đem về tổ nó mọi người. Bữa nay là thứ 6 rồi cho nên nó là chuẩn bị bỏ rác nè. Người ta đem rác cho người ta bỏ, lát nữa là nó sẽ đi lại nó lấy chiếc xe, xe mà hút rác á, nó lại nó lấy. Có 3 con quạ nó lại nó canh luôn rồi kìa. Nó khôn lắm á nghe mọi người. 3 con đậu 3 góc. Nó để ý mình dữ lắm á. Thấy mình ở dưới đây làm gì nó để ý dữ lắm.
nhìn cái nhà bên hàng xóm, cái máy ở phía trên đó, đầy tuyết hết trơn luôn. Còn mấy chiếc xe này thì đậu không rời bến luôn, cho nên nó là tuyết nó phủ từ hôm qua lúc ban đầu mới rơi tới bây giờ luôn đó, là khoảng chừng 30 cm, quá trời luôn rồi, đầy trên luôn, ra cạo mệt luôn. Họ đi xe buýt hoặc xe lửa để đi làm mà họ không có lấy xe đi làm luôn, tại vì sáng mà không có xuống sớm là làm đi cạo tuyết không có kịp giờ để đi làm đâu. Mùa lạnh tuyết rơi như thế này không những con người cực mà mấy con thú cũng cực luôn, thấy cũng rất là tội. Nó tìm mấy cái chỗ trú ẩn hoặc là nó di cư đi nơi khác. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ, thấy những nhánh cây nó có tuyết thấy rất là đẹp. Cái đẹp nó có giá của cái đẹp. Uống ly cà phê xong rồi con Hằng ra ngoài review cho mọi người xem cuộc sống ban ngày giữa mùa lạnh của thị sĩ. Đó, khi mà muốn đi đâu là phải dọn dẹp đường và hất tuyết đi cho nó sạch, rồi xe trên nóc cái gì đó phải cạo sạch hết luôn. Từ ở chỗ nhà công Hăng đi ra nhà ga sáng sớm họ sẽ có xe buýt, giống như cái chỗ này là công Hăng bình thường hay đi lại, là ngắm xuống một chút xíu là có cá dưới nào, mà bây giờ hơn 20 cm chắc hình quá khá luôn, tiếc đẹp dễ sợ luôn. Không được, mấy cái bãi xe nhiều lúc không có ra khỏi bãi được luôn á, quá xa trời quạ luôn rồi, nó bay kìa. Giờ này là tối thui rồi, qua đèn xanh đèn đỏ, khi đèn xanh rồi bắt đầu là đây là cái trạm xe buýt người ta đứng đợi nè, cái đường hầm đi xuống thì mình đi xuống cái đầu thang hoặc đi lên trên chút xíu, đông dễ sợ. Chiếc xe lửa đi về đây là ngay chỗ thành bọt, có rất là nhiều người đang còn chờ chuyến khác lại, đông người gì nè.